Chào tất cả các bác nhá. Em quay giới thiệu cho các bác xem hai sản phẩm em mới về. Vừa về hôm qua. Đấy, em mới lắp mấy cái bánh vô thôi. Chiếc này là Z các bác nhá, ZL1 315. Đó, em quay video này em sẽ quay sơ qua. Em sẽ làm một video chi tiết sau khi em dọn các bác nhé. Đấy, chiếc này vẫn nguyên xi từ bên Nhật các bạn. Đấy, cho các bác xem. Đấy, phớt biếc là khô này, chưa giò nhớt các bác nhé. Rồi em sẽ nổ lên đi. Giờ em sẽ cho các bác nghe tiếng máy nhá. À, các bác nghe tiếng máy vậy là cũng đoán được rồi đúng không? Đây là máy móc bên trong này các bác nhá. 1.499 lít. À, quay sơ qua vậy thôi. Đây còn một chiếc cabin máy lạnh, cũng động cơ 4 máy các bác nhá. Chiếc này là dòng thôi em sẽ bật mí sơ qua. Chiếc này là Isuzu. Các bác đoán xem là xe gì ở tập sau các bác nhá. À, em sẽ sớm ra video thôi. Ok các bác nhá. Giờ em sẽ cho bác xem móc tốc độ. Đây, nội thất bên trong em chưa dọn. Như thế này là chuẩn bãi Nhật chưa các bác? Các bác nhớ đón xem tập sau để xem xe này là xe gì các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở video sau. Các bác nhớ đăng ký và theo dõi kênh các bác nhé. Rất hân hạnh được phục vụ các bác nhé.